mời chiến hữu Nguyễn Văn Phục để điều kiện buổi lễ khai mạc. Ngày hôm nay có rất nhiều đài truyền hình, truyền thanh đã đến đây tham dự với chúng ta. Chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện. Quý chiến hữu và toàn thể đồng hương hiện diện. Thưa quý vị, để đồng hương khắp nơi dành một phút im lặng để tưởng nhớ và để bắt đầu làm nghi thức chào cờ quốc gia Việt Nam, chào cờ Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Tất cả quý quân nhân chuẩn bị nghiêng chào tay. Tưởng nhớ nền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước.
phút tưởng niệm để tưởng nhớ thiếu tướng Nguyễn Quan An, thiếu tướng Phạm Văn Phú, cận tướng Trần Văn Hai, cận tướng Lê Văn Hưng, cận tướng Lê Nguyên Vĩ và đại tá Hồ Ngọc Cẩn cùng các sĩ quan cao cấp, anh em binh sĩ tiết trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 và hàng ngàn tù nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bọn cộng sản đã nói rằng đó là trại cải tạo, họ đã hy sinh và tử nạn trong những trại tù đó. Phút tưởng niệm để tưởng nhớ quân, dân, cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ tiền đồ quốc gia dân tộc, để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào đã vượt biên tử nạn trên biển cả trong rừng sâu vì lý tưởng tự do, và cũng để tưởng nhớ hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh hy sinh để bảo vệ miền Nam tự do của chúng ta. Phút mặc niệm bắt đầu. Khai mạc đến đây chấm dứt. Liên quân, hào diễn, nghỉ. Để tránh bớt thời gian, chúng tôi xin mời ông Phan Kỳ Giang, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tân Hoàng Minh, trưởng ban tổ chức của lễ hội. Đau thương của dân tộc, chúng ta tổ chức buổi tưởng niệm thứ 46. Gần nửa thế kỷ, chúng ta vẫn không quên được sự bức bách, sự phản bội, sự tàn ác, sự dã man của chế độ cộng sản sau khi chiếm quyền. Chúng tôi là những đương thời
đương nhiên rồi thời gian sẽ trôi qua. Không phải năm thứ 46 là chấm dứt lễ tưởng niệm quốc thần hàng năm, mà tôi nghĩ rằng tội ác của Cộng sản, sự phản bội của Cộng sản, sự xâm lăng của miền Bắc đối với miền Nam và sự trả thù một cách dã man đối với dân tộc miền Nam không thể nào quên được, và tội ác đó sẽ đi vào lịch sử. Và vào lịch sử thì đương nhiên không bao giờ phai mờ dù thời gian có bao lâu. Tôi hy vọng và tôi tin tưởng rằng thế hệ nối tiếp sẽ tiếp tục con đường này. Sau 46 năm chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh để làm thế nào giải trừ được chế độ Cộng sản, và đặc biệt là không rơi vào tay Tào Cộng trong tương lai. Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây dù thời gian có 46 năm, nhưng mà những hình ảnh giả man của chế độ Cộng sản nó hiện ra trước mắt chúng ta, sự đau thương của tất cả dân tộc miền Nam. Và đặc biệt như Tết Mậu Thân, chúng đã xóa bỏ lời hứa, lợi dụng nghỉ ngày Tết để tàn sát người dân ở quê Mậu Thân, rồi còn nhiều việc khác nữa. Cuộc chiến này là cuộc chiến xâm lược của miền Bắc đối với miền Nam. Tôi nghĩ rằng dân tộc miền Nam phải có trách nhiệm làm thế nào để lấy lại cái sự công bằng, sự tự do mà trước đây Việt Nam Cộng Hòa đã tạo dựng. Một lần nữa chúng tôi xin thưa với toàn thể đồng hương, không phải thời gian xóa mờ đi sự việc, không phải thời gian quá giải hết mọi việc, mà thời gian lại càng hung đúc, càng bồi dưỡng, càng khuyến khích cho nhiều thế hệ nối tiếp để đứng lên đòi tự do và giải trừ được chế độ Cộng sản. Đó là việc phải làm của thế hệ nối tiếp. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt trong ngày đau buồn này của toàn thể người Việt có mặt hôm nay. Xin kính chào toàn thể quý vị. Tiếp theo chúng tôi xin mời điên trưởng chủ tọa, điên trưởng của Tấm Kinh Doanh. Kính thưa quý quan khách, kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý chiến hữu, anh chị em và các cháu hội về. Hôm nay là thứ 46 của tháng Tư Đen, ngày bắt đầu là ngày tang và có người Việt Nam nào ngày lịch sử mang một ý nghĩa thiêng liêng, đó là người Việt quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam hướng dẫn tất cả những gì của người dân Việt Nam, từ quyền làm người đến quyền tư hữu, nhúng chìm đời sống người dân cả nước xuống tận bùn đen. Còn sự tồn vong của đất nước thì tùy thuộc vào Trung Cộng. Ngày 30 tháng 4 cũng là ngày hàng trăm ngàn quân dân các chính Việt Nam Cộng Hòa bị bắt giam và hành hạ trong những cuộc tù cộng sản. Hàng ngàn người đã bị hành hình, không một ngấm mộ. Họ là những anh hùng vô danh, anh linh của họ vẫn còn phảng phất trên khắp đất nước Việt Nam. Ngày Quốc hận 30 tháng 4 đã khơi dậy niềm đau của cả dân tộc, một vết thương không thể lành khi còn tập đoàn cộng sản thập tài an kỷ. Giai cấp thấp trị của Việt Nam bây giờ chẳng khác gì một loại băng đảng, chỉ biết vâng lời Trung Cộng và bao che cho nhau
để sống trên mồ hôi huyết mạch của cả một dân tộc nghèo khổ. Để thân niệm ngày có thần, đồng bào đã được tạm giữ đồng đảo, nhất thời rơi và tiếng nấc nghẹn ngào cho người thân đã bỏ mình trong ngày hoàng thiên tháng tư, được khắc ghi trong tim gần 4 triệu người tị nạn cộng sản ở trên thế giới. Ước niệm ngày quốc hội giúp tuổi trẻ cảm nhận được sự đau thương mất mát các thế hệ trước đây hứng chịu, các em cháu có bổn phận phải nhớ đi ngăn chặn lịch sử đen tối từng tái diễn. Tuổi trẻ tham dự ngày quốc hội không phải chỉ để vinh danh và tri ân, mà để viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc vì tương lai tốt đẹp cho đất nước. Chúng ta cũng không quên những anh em thương phế binh, những người đã anh hùng chiến đấu cho đất nước và đồng bào. Các anh đã để lại một phần thân thể ngoài chiến trường, nhưng nay đang bị đối xử như kẻ xa lạ trên chính quê hương mình đã từng bảo vệ. Dù ở đâu, đi đâu, chúng ta vẫn đến với nhau trong tình thương mến, như thở còn chung nhau một xóm làng, một thành phố, một đơn vị. Hiện nay, điều tôi cần thiết của chúng ta ở hải ngoại là tinh thần đoàn kết, duy trì phát triển tình huynh đệ chí binh trong các quân binh chủng, đoàn kết các hội hải hữu, đoàn kết trong cộng đồng, cảnh giác của đoàn cộng sản Nam Trung đang gây chia rẽ chúng ta, im lặng trước cái sai cái xấu, cái lỗi thời lúc này vô trách nhiệm không thể biện minh. 46 năm qua chung lòng, chung sức để nói lên tinh thần đoàn kết của quân Việt quốc gia. Dù chúng ta đã bất hạnh vì đất nước, nhưng chúng ta luôn ảnh diện về lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là biểu tượng cho những giá trị thiêng liêng cao cả mà chính chúng ta phải bảo hộ. Nhận ra đây là quốc kỳ Việt Nam đang tung bay trong gió. Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày, chắc chắn rồi sẽ có một ngày ta về phố thị nở hoa, cờ vàng rực rỡ nở là hip hop. Hai câu thơ này không biết của ai. Hôm nay chúng tôi xin được nói lời tri ân với các anh hùng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Xin Thượng Đế ban phước lành cho những người.